Tiêu quá. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Quân. Hiện tại thì Quân cùng với lại anh Di Còi đang có mặt tại Cần Giờ cả nhà. Hôm nay thì hai anh em đến Cần Giờ để khám phá một cái trại cai nghiện bỏ hoang cách đây hơn 15 năm cả nhà. Và phải nói là cái trại cai nghiện này rất là nhiều những cái tâm linh mà khó có thể giải thích được. Và phải nói là trong đây là một nơi tâm linh mà trước giờ Quân đi khám phá là nơi đây là phải nói là rùng rợn nhất luôn. Phía trước màn hình cả nhà là một cái bệnh viện, cũng là nơi mà những người cai nghiện tại đây lúc mà người ta bệnh trở nặng thì người ta sẽ đưa vào bên trong cái khu bệnh viện này để khám. Và cũng có rất là nhiều những người bị sốc thuốc lên cơn mất tại bên trong cái bệnh viện này. Và phía sau bên trong cái bệnh viện này là một cái khu nhà xác cả nhà, rất là ghê luôn. Thì giờ hai anh em Quân sẽ lặn lội vào cái tuyến đường này để đi vào bên trong khám phá cho cả nhà mình xem bên trong nó có rùng rợn và đáng sợ hay không. Thì hôm nay hai anh em mình đến đây thì cũng có mang theo hương với lại thuốc lá để mà cúng viếng cho những cái cô chú anh chị mà đã khuất ở dưới đây cả nhà. Đi hai anh em mình lại mình đốt nhang cái rồi mình đi vô mình khám phá đi. Thật sự mà khi đến đây cả nhà, phải nói là cái điều mà mình xoắn cái ốc luôn là cái sự yên lặng ở đây, cũng như là cái sự tâm linh ở đây. Đây là cái căn chòi của chú nè. Ở đây cả nhà nhìn thấy cái bát hương không, hay là cả nhà biết cỡ nào rồi? Nó không đơn giản là một cái bát hương bình thường đâu. Nếu mà nói về khám phá tâm linh thì đây mới là thật sự là cái nơi mà đáng để khám phá và đáng để đến, mà gọi là mình trải nghiệm. Mình dùng từ trải nghiệm thôi chứ mình cũng không có có dám là mình gọi là cái dùng cái từ gọi là khám phá nữa cả nhà. Tại vì thật sự là khi vô đây mình không biết là mình bỏ chạy đi lúc nào nữa. Nó khủng khiếp lắm. Ở đây thì hai anh em mình đến cũng thắp một nén hương với lại điếu thuốc cho những anh chị ở đây. Theo như mình được biết thì cái khu vực này nó rộng khoảng mấy mẫu. Và hôm nay hai anh em mình đi đến đây không biết là đi đến được đâu. Thật sự nếu mà muốn nói mà đi hết thì phải nói là cả trăm clip. Cả trăm clip mới đi hết cái khu vực này.
sao, Quân cảm giác sao? Hồi hộp à? Hồi hộp à? Phải nói từ trước tới giờ mà những địa điểm mà em đi khám phá tại buổi bây giờ là em biết là nơi đây là tâm linh là mạnh nhất luôn. Tại vì chú Tùng là người sống ở đây. Và cái đêm mà buổi tối mà mình với lại anh Tình với lại chú Tùng đi đến đây thì tại căn bệnh viện này đi chưa hết nữa là đã bị nhát rồi. Rồi là lúc đó mà mấy anh em mình kêu chú Tùng dẫn xuống nhà xác thì chú Tùng nói ok, chú Tùng dẫn xuống thì đến khi chuẩn bị xuống thì có những cái hiện tượng rất là khủng khiếp cả nha. Và mình cũng không dám kể nữa, tại vì nếu mình kể là một tí nữa mình cũng không dám đi. Và hôm nay mình đến đây là muốn là xuống thử cái bên dưới nhà xác nó có cái gì dưới. Mình nghĩ là chỉ là một cái phòng trống thôi, nhưng mà thật sự nếu có cái gì đó nó khủng khiếp thì anh nghĩ là còn cái gọi là cái những cái gì đó nó mang cái tính chất là hơi sợ một xíu rồi tâm linh. Dạ. Chứ còn nếu mà nói về bên trong thì chắc anh nghĩ là cũng không có gì. Không có gì. Ừ, tại vì ở đây bỏ hoang cũng khá là lâu rồi. Hầu như là bên trong cái khu trạm cái bệnh viện này thì bàn ghế thì không còn. Nhưng mà cái đêm đó đó đi á là ba chú cháu bị nhát, bị rung bàn luôn. Rung bàn ghê lắm, rung giường giống như ai ngồi trên giường đập đung 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 đung. Khiếp. Và nếu đi đến đây mà nói diễn thì thật sự là không thể nào mà diễn được. Mình cố gắng, mình chỉ cầu mong là mình cố gắng, mình đừng sợ và mình đừng bỏ chạy thôi, chứ cả nhà kia mình nói tụi mình diễn là không có đâu cả nhà. Cả nhà thấy không? Những cái tảng củi, những cái túp lìa của chú Tùng. Không biết là mình đi đường nào nữa, hay là mình đi cái đường bên đây chính diện đi ha. Đường này kìa. Hả? Em thấy có cái cổng đi vào đúng không? Ok. Thì rất mong là cả nhà sẽ đồng hành ủng hộ hai anh em mình. Tiếng cây. Tại vì đây cũng rắn rít rất là nhiều cả nhà, rắn nhiều dữ lắm. Mình đi qua đây cho cả nhà xem cái không gian bên đây nè. Đây từ vị trí này đứng nhìn ngồi trong nhìn ớn ngốc thì chứ. À. Cả nhà thấy sao? Em nghe được chú kể là cũng rất là nhiều người sốc thuốc người ta mất tại trong những cái bệnh viện này không ạ? Thì bất cứ bệnh viện nào cũng vậy, thì cái bệnh viện là cái nơi cuối cùng rồi. Và kéo đó là em thấy có phía dưới sau đó là cái nhà xác. Dạ. Nè. Hiện tại bây giờ là gần 12 giờ trưa. Giờ linh luôn. Dạ sao? Vô. Đi luôn. Có chuyện gì về đứng im lại nha. Hiểu không? Dạ. Đứng im lại. Bất cứ chuyện gì anh em mình cũng phải đứng lại. Ê, mình có cầm theo bó nhang không? Cầm trong lát đốt luôn hả? Ừ. Nhang với thuốc. Ừ. Có gì lát người ta đốt luôn. Ừ. Nếu mà vô tổng họ kiểu như không có cho phép á, mình xin. Cầm bó nhang được rồi. Anh nghĩ là cầm bó nhang được rồi. Hai gói thuốc luôn. Ừ. Này mình tính trước hơn cả nha. Chứ tại tổng mà không được thì mình phải xin. Bắt buộc phải xin này. Trời thì bắt đầu chuyển mưa, mong là trời đừng mưa nha. Cây này đâu? Ok. Anh là chỉ sợ ong thôi, rắn thì mình đập thôi nó ấy à. Gì à? Thật sự khi hai anh em mình tới đây cũng rất là ấy đó nha, không phải đơn giản đâu. Kiếm chỗ trống mình đi. Ừ.
ghe tàu ngoài trời. Chốt bảo vệ bên này là cái chốt bảo vệ này, bên tay phải em là chốt bảo vệ. Thì tối thui mà. Em thấy mà ở trên cái chốt bảo vệ mà nó mọc cây luôn, em hiểu cái nào đó. Dạ, quen lâu rồi. Túi gì ta? Nhưng mà có tiếng gì nhớ dừng lại nha. Anh sợ trời mưa là chỉ mưa. Rung quá. Ở đây cho dù các bạn đi đến đây 2 người, 3 người hay là 4 người gì cũng vậy, thì tất cả cái cảm giác nó đều giống nhau. Thắp cái hương trước nha. Hả? Xuống đây nha. Ừ, thắp hương trước đi. Một cái quãng đường khá là xa, khoảng 400-500, không, khoảng 300 m. 300 m thôi nha. Hôm nay hai tụi con ghé đây nhất là muốn thắp cái nén hương cho những cô chú anh chị ở đây. Có người gõ hả? Anh nghe có tiếng gõ gõ. Cắm đứng rồi. Cốc 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 luôn. Không biết cả nhà nghe không? Y như tiếng con mỏ.
đi lo sao. Quý cả nhà có nghe được tiếng gõ cốc 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 không? Đi thử đi, anh coi cái phòng này phòng gì đó. Nhà phòng kho. Mình tí mình đi vòng vòng đi. Như này. Đổ một hồi hộp à. Ở đây thì bảo đảm với em là không có bác sĩ xã hội. Không bác sĩ nào mà dám vô đây. Ở đây người bình thường với mình còn không dám. Phòng bệnh. Phòng bệnh nhỏ. Mình nghe tiếng nữa. Tức thì chưa. Kiểu như có người đang chiêu vậy thôi. Nè. Ngồi nhà im nghe nè. Mình để yên cho cả nhà nghe này nha. Em lấy cái mic em đưa lên phía trên cho cả nhà nghe coi. Bóp ra, bóp ra. Rồi, đúng rồi. Quay lại, quay ngược lại đầu lại. Rồi, im nè. Đi luôn ơi. Đi đi đi. Có nút bóp em cài lại. Đây. Chắc là ai chọc hả? Ai kêu mà nè. Không biết đi nổi không. Nhưng tiếng gõ rất là lớn cả nha. Tiếp tục em phòng bệnh số 9 ha. Bệnh số 7 và bệnh số 10. Đa số là cả nhà thấy không? Bên trong đều không còn bàn ghế gì nữa. Rất là tối. Nếu mà họ có tiếng động gì thì cả nhà biết nha. Một số phòng mình được khóa lại. Mình không hiểu. Em có cảm nghĩ gì không? Anh em không khạc nhổ bừa bãi hả? Khạc nhổ trong nhà vệ sinh. Em giờ chỉ biết đi thôi chứ em cũng không dám nói gì. Em cũng dám lên tiếng. Càng thẳng. Càng ngày càng tối à. 12 giờ trưa mà cả nhà coi không gian nè, nó tối. Rồi vàng mới nghe luôn. Cái này mưa một cái ha, em không biết làm sao luôn. Rồi, cái phòng này có cọng dây gì dằn ngang anh? Cái gì treo quần áo vậy? Ủa cái gì vậy? Cái nồi. Gì vậy? Cái phòng đóng cửa. Nhà cái gì đây? Kho sạch à? Kho sạch. Có đèn pin không? Kho dơ. Kho dơ là gì ta? Kho dơ là để đồ dơ. Kho sạch để đồ sạch. Mình có đèn pin không? Từ đây. Từ đây nè. Cái này. Dạ. Yeah. Vô đây thử có gì đóng không? Biết cái phòng này gì không? Hả? Biết anh biết phòng này gì không? Không kho. Sập cứu này.
Nó thông với lại phòng thật. Mày có cái gì chống được? Tổ gì? Ừ. Có cái tổ gì ở trong đó? Ừ. Biết là có người gõ rồi. Nhanh quá trời. Kìa. Trống đường trống lỏng hết trơn rồi, nhưng mà không biết lý do làm sao mà ở đây có người đến cúng rất là nhiều nè. Đi qua dãy này nè. Ngay cửa không nha. Mình đó đi. Có cầu thang gì? Có cái thang. Cái thang. Thì là mình đi xuống nhà khác đúng không? Xong rồi mình dọng lên. Gõ to như làm cái kiểu tàn tàn vậy, yeah. Giống kiểu mà nắng nóng mà to nó nổ quá. Và cả nhà biết không, ở đây trời đang chuyển mưa, không có nắng gì đâu. Nhưng mà sao cái này là cái ngói mà ta chưa phải to đâu. Đi khu này nữa nha.
có tiếng bước chân vậy ta. Đúng rồi. Bước chân sột 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 sột. Tức thiệt chứ. Em nghĩ là cái phòng là phòng cấp cứu. Những người mà ấy xong rồi đem ra phía sau. Cái đường đi không? Ở cái con gì á này. Đồ sóc và con gì á bộ. Ở trên lóc nhà. Nó con tròn gì á. Ở đâu bự không? Nó tiền rồi. Cô chú anh chị cho con khám phá nó cái khu này. Đừng hù tụi con nữa. Thật sự tụi con rất là sợ. Phải nói là mình rất là sợ nha. Ví dụ cái nhà can đảm mấy gì nữa, khi mà bước vào đây là đó là một cảm giác khác liền. Thường em thấy em đi khám phá lâu lâu em cũng cười hay là em giỡn thôi. Đúng rồi. Em nói nhiều lắm đúng không? Ừ. Mà đi tới chỗ này em không dám nói nữa. Chỉ là biết tập trung đi khám phá hết mấy cái khu này thôi. Chứ cũng không biết dám nói gì sao. Trời ơi. Nhìn đây nhìn vô ghê quá. Nhìn nhà xác. Anh nghĩ là những người nào mất á. Dạ. Thì mới đưa vô đây xong rồi đem đi chôn hoặc thiêu. Đúng rồi. Thì mình đi qua đó quá ha. Nó nghe lần này. Lần nói luôn. Cái khăn này em thấy không? Ừ. Chưa được không? Chưa được không? Chưa, chưa. Đốt nhang trước đi. Ba cái giải áo quần gì quá trời. Vậy là cái khu nhà xác này. Ừ. Giờ tôi nghĩ là cái cổng để xe thấy đi chở chở, chở đi. Và theo anh được biết ấy, là trong đây còn khoảng hơn 100 cái phần mộ bí ẩn trong đây mà anh vẫn chưa tìm được, tại dưới đây rộng quá, rộng quá. Cái thùng này chắc là thùng điện quá ha. Dạ. Tại vì anh nghĩ là có thể là cái máy phát điện. Cái máy phát điện á. Đúng rồi. Mà máy phát điện bỏ trong đây. Sao kỹ đó? Không hiểu hả? Dạ. Ở đây là gì? Nhà xác. Ai dám vô lấy? À. Bỏ này mười mấy năm rồi mà vẫn còn nguyên. Và đặc biệt là những cái khăn cửa nè. Đây là... cửa không đóng luôn thấy không? Đúng rồi, còn y nguyên luôn. Nếu mà ấy đi thì người ta vô ta lấy rồi. Cửa này chắc đẩy ra không được đâu ha. Em không biết. Đúng rồi, cái máy này còn mới đó. Ừ, kéo nhẹ thử rao. Được rồi, được rồi. Mình cũng không dám đi vô, vô chắc cũng không được. Thử đi. Chưa. Thử đi. Tìm xíu. Ok. Đây, vô. Chắc không sao đâu.
xưa cái chỗ này giống kiểu có sẽ có những cái thùng thiết giống trong bệnh viện vậy đó, thùng mà ủ thùng đông á. Dạ. Mà sao đẩy 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 vô, còn cái máy này chắc mới để vô thôi. Tại vì anh thấy cái cầu giao điện bên kia không? Dạ. Đó, cái biến áp bên kia có thể là biến áp để nó cấp cái điện lạnh á. Dạ. Cho căn phòng này. Tại vì đợt rồi là mấy người muốn đi xuống đây nhưng mà vẫn không đi được. Không biết có gì đóng con co thử. Ok, mình đi kìa. Mình đi còn phần ở trên nữa kìa. Còn cái khu ở trên nữa, mình chưa đi. Ok, đi. Đi đường này ra đi không? Nước biển, nước cất rồi đó. Đúng rồi. Đi lên cái khu này có người gõ, có người phá luôn á. Kiểu có người chọc ghẹo á. Kiểu như tiếng gõ cửa ha. Hôm nay là lúc đầu à. Hai đêm mình vô cái đi chết trước nha. Ừ. Và còn cái dưới. Anh nghĩ tiếng là tiếng gõ cửa. Đó. Kiểu như có người bị nhốt ở trong cái này. Ừ. Nó có khác so với những nơi em đã từng đi không? Khác nhiều lắm anh. Đi qua đây. Mình dòng ấm kìa. Phải nói là đi đến chỗ này chỉ biết là trải nghiệm thôi chứ không dám nói gì đâu. Phải nói là qua đây để mình vượt qua cái gọi là cái giới hạn của bản thân. Mình nghe những cái con thú rừng nó kêu cũng ớn. Phòng ăn rửa nào gì vậy? Luộc bậy cho em luôn. Giờ thấy em đi tới nó tung. Rõ thầm chứ. Quân em vô đây là không dám cười luôn nha. Nhìn đơ không? Đơ mặt đơ. Chỉ đi là đi thôi. Không nói gì luôn. Con này con gì là? Con thấy dùng chiếu quá trời. Em coi coi. Lấy rồi. Cho mình lấy cái ghi danh sách bệnh người dân hay gì anh? Ừ.
sinh. Em nhìn vô thấy, em tưởng đâu là có người bắt đèn đang đi vệ sinh chứ. Kiểu như nắng nó chá luôn. Anh nhìn đi cho em có người bắt đèn đang đi vệ sinh trong. Ừ. Lạnh quá. Sương, nguyên bộ sương kìa, chân em kìa. Sương gì em? Có khăn gì em? Chắc sương gì em? Chuột đồng bự, sương bự dưới. Ừ. Anh nghĩ là con cáo hay con tròn vậy đó. Dạ. Nó tạch tạch trong đây hoài luôn ta. Cho cái này cho nó lạnh nhất luôn. Dạ, dạ, dạ. 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 Tàn có những tiếng gì sau lưng mình. Có những người nào đi theo mình hả? Ừ. Đi sau lưng đó. Đi. Người ta hay nói câu gì ta? Thần hồn ác thần tính hả? Ừ. Không? Mà thật sự cái này là không phải người ta nha. Này nó khủng khiếp lắm. Ồ kìa, cái khói nhen, ủa sao? Khói nhen bà dữ vậy? Tiếng gõ bên kia rõ ràng. Bây giờ clip cũng khá là dài nữa nha. Thì chắc mình với Quân xin kết thúc cái video tại đây. Tiếp theo là hai anh em mình sẽ đi vào cái khu bên kia. Tại bên này còn rất là rộng cả nha. Khu bên kia là cái khu nó còn khủng khiếp hơn cái này nữa. Là nơi giam giữ cũng như là những ông chùm. Ở Việt Nam mà chùm xã hội đen là cả nhà biết là ai rồi đó. Thì chính nơi này là nơi giam cầm những cái đàn em cũng như là những ông chùm như là đàn em của Nam Cam, Châu Phát Lai Em, đàn em của Hải Bánh. Cả nhà. Mấy ơn lạnh nãy giờ mấy lần. Em đâu em nói gì đâu. Bây giờ mình sẽ đi ra phía ngoài. Thì hẹn cả nhà ở video tiếp theo ha. Bây giờ hai anh em mình sẽ kết thúc ở đây, sau đó sẽ đi qua bên kia để mà tiếp tục cuộc hành trình này. Cả nhà nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi nha. Video tiếp theo.